Tôi nguyền rủa lớp băng này vỡ tan ngay lập tức. Vi, Vi ơi, bà đâu rồi? Không cần tìm, Vi nó an toàn rồi. Cô lại, sao tôi phải tin cô chứ? Tôi là mẹ của Phan Hoàng Vi. À, mẹ vợ á? Ai gả con gái cho mày mà gọi mẹ vợ hả? Con nghe Vi nói bác muốn giết con, nhưng hình như con chưa hề gặp bác. Con đã làm gì sai vậy bác? Tin hay không thì tùy, nhưng trong tương lai cháu sẽ giết Vi, nên bây giờ tôi phải giết cháu. Con sẽ giết Vi á? Không đời nào đâu bác ơi. Sao bác không ra đây? Hai bác cháu mình có thể bàn lại chuyện đó mà. Tôi nguyền rủa tòa nhà này, nơi nào có bác, nơi đó sẽ phát ra tiếng xe cứu hỏa cực to. Vẫn còn phải nói ra mới nguyền rủa được hả? Xem ra vẫn ở level 2 ha. Level 2? Ý bác là năng lực này cũng phân cấp bậc á hả? Tôi biết về cháu nhiều hơn là cháu biết về tôi đó. Vậy thì tốt quá. Khi bác cháu mình gặp nhau sẽ có chuyện để nói đây. Tiếc là trước khi gặp được tôi, cháu đã già phải tử thần rồi. Bác không nghĩ đến chuyện giết con rồi thì Vi nó sẽ buồn như thế nào hay sao? Có chứ. Kể cả như vậy thì bác vẫn làm luôn hả? Khuyên chân thành nha, cháu nên lo cho bản thân của cháu thì hơn. Alo, alo, bác cúp máy rồi hả? Alo, alo, bác ơi, mình chưa nói xong mà. Alo. Cứ tưởng con Vi nói chơi, ai ngờ mẹ nó ghét mình thiệt hả ta? Mà lý do bị ghét cũng chả hiểu sao ghét nữa. Ý, cái gì đây? Robot á? Tao nguyền rủa mày biến mất. Không lẽ đây là đội quân siêu năng lực mà con Vi nói đến hả? Xem ra mình cũng có thể đối phó dần dần được rồi. Không cử động được. Tôi nguyền rủa. Không nói được nữa. Cái thứ này có thể có tới hai năng lực cùng lúc sao? Vi, cái con nhỏ dại gái này đúng là đầu thai không hết mà. An, bà có sao không? Sao cổ họng của bà máu không à? Để tôi đưa bà đi tìm phòng y tế. Vinh, sao con gái của tôi chạy đến chỗ con An hay vậy? Vinh, cậu có nghe tôi nói không? Vinh, trả lời tôi coi. Hồi có bầu nó mình ăn cái gì mà đẻ ra một đứa u mê vậy trời. Vi, nghe mẹ nói gì không? Còn phải chạy ngay đi, sắp không kịp nữa rồi. Nó tóc thèm nghe máy luôn. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Hai cái đứa trời đánh thánh năm này. Không thấy đâu hết. Hai đứa mày đang ở đâu vậy? Ủa, Mami, sao giờ này mấy đứa này còn ở đây? Không kịp rồi, mình đã thả bọn God Killer ra. Toàn bộ sẽ chết hết ở đây. Không được rồi, phải ra đó dẫn họ vào đây. Hy vọng bọn God Killer vẫn chưa đến đó. Ông buông tôi ra. Sao cứ không cho tôi lên máy bay hoài vậy? Máy bay rất là nguy hiểm cho ông. Tôi đã nói rồi mà. Hai đứa vừa cãi vừa đi được không? Tắt đường rồi. Nguy hiểm là nguy hiểm gì? Sao ông không nói đại ra đi cho rồi? À ơi, nói chung cứ nghe lời là được. Phức tạp lắm. Hơi, nằm xuống. Chạy mau. Cái gì vậy? Băng hả? Ủa, cho tôi coi với. Đừng nhúc nhích, dằn mạnh quá là rách da đó. Đây là lũ người nhân tạo có siêu năng lực mà bà Linh tạo ra để giết con An đó. Vậy có cách nào thoát được không? Có chứ, chuẩn bị nha. Bây giờ khi tôi đếm tới ba, mấy người hãy hít một hơi thật sâu vào, rồi nhẹ nhàng thở ra và thư giãn đi. Vì đằng nào chúng ta chả chết hả các bạn tôi ơi? Đây không phải là lúc học thiền đâu các bà Na Tra Rốc Gô thế kia. Chị ai? Chị có bắn tới được cái con đó không? Ơi, không, tay chị cứng ngắc rồi. Em có mang theo gì đó cứu được mình không? Ôi, không có, em để ở nhà hết trơn rồi. Minh, ông làm sao vậy? Ông sao rồi? Minh. Xin lỗi nha, tôi đang hít sâu vào và thở ra. Trời ơi, ông chấp nhận được tay dễ dàng quá rồi đó. Thank you.